Không khí ở đây thật dễ chịu, bây giờ tôi sẽ vào nghỉ ngơi một lát, sau đó buổi chiều sẽ xuống hồ bơi để trải nghiệm. Đi chơi cả ngày thì cũng hơi đói rồi, mà ở đây rất nổi tiếng với các món nướng, cùng đi trải nghiệm với mình nhé. Khi đêm xuống, tôi cảm thấy một sự bình yên và tĩnh lặng thấm sâu vào trong tâm hồn. Đây sẽ là một cảm xúc êm ái, những giây phút nhẹ nhàng trước khi bản thân quay trở lại với nhịp sống xô bồ, hối hả lúc bình minh lên.